thiệt Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 17 Tập 17 Xin mời mở bản kinh ra Phẩm thứ ba Quán chúng sanh nghiệp duyên Lần trước giảng đến bất kính tam bảo Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Nhược hữu chúng sanh Xâm tổn thường trụ Điếm ô tăng ni Hoặc già lam Nội tứ hành dâm dục Hoặc sát hoặc hại Như thị đẳng bối Đương đọa vô dáng địa ngục Thiên vạn ức kiếp Cầu xuất bất kỳ Đây là Loại thứ ba Của tạo tội nghiệp cực nặng Đây là điều chúng ta nhất định phải nhớ kỹ Thứ nhất là Bất hiếu cha mẹ Thứ hai là Bất kính tam bảo Thứ ba là Xâm tổn thường trụ Xâm là xâm phạm Tổn là tổn hại Tội lỗi Liên quan đến của thường trụ rất nặng đây là thuộc về giới trộm cấp đây là điều các vị cần phải nên biết hầu hết mọi người xem nhẹ đi những sự việc này cho rằng đây là việc nhỏ nhỏ nhặt không đáng kể không biết được là mình đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng điều này phật ở trên kinh nói rất rõ ràng chúng ta nhất định phải thể hội cho thật kỹ thường trụ có bốn loại thứ nhất là thường trụ thường trụ đây là chỉ những thứ như bất động sản đất đai ruộng giường nhà cửa trong tự diện am đường đạo trà gọi nó là thường trụ thường trụ chỉ được phép sử dụng nhất định không được trao đổi mua bán đây là vật thường trụ nếu bạn trao đổi mua bán thì tội này cực nặng loại thứ hai là thập phương thường trụ thập phương thường trụ chúng ta thường gọi là tứ sự cúng dường ăn uống y phục ngoạ cụ y dược đây là tín đồ thập phương cúng dường người xuất gia chứ không phải cúng chỉ định cho một người nào đó Hết thảy người xuất gia ở trong đạo tràng này đều có phần Nếu như bạn xâm phạm lấy đó làm của riêng Đây là phạm giới trộm cắp Loại thứ ba Là hiện tiền hiện tiền Đây là chúng ta Được tín đồ Bố thí loại bố thí này phạm vi tương đối nhỏ chỉ là cho những người xuất gia hiện đang có mặt không giống như phía trước nói thập phương thập phương đó là tất cả mọi người xuất gia đều có phần vào thời xưa người xuất gia không có nhà chỉ cần vào đạo tràng nào cũng đều có thể cư ngụ được đều có thể sử dụng họ đáng được tiếp nhận bởi vì cúng dường này là cúng dường thập phương Cho nên tất cả người xuất gia đều có phận Loại thứ tư gọi là thập phương hiện tiền Những vật hiện tiền Thí dụ Người xuất gia giảng sanh rồi Những vật họ để lại Đây gọi là Thập phương hiện tiền Tuy là hiện tiền Nhưng những thứ mà họ để lại Thì thập phương đều có phận cho nên kết tội là kết từ những chỗ này trong thế gian thí dụ trộm cắp bạn trộm của một người nào đó thì bạn thiếu nợ người đó cái gì đồng tu nhất định phải biết nếu bạn thật sự hiểu rõ đạo lý thông đạt chân tướng sự thật thì người thế gian tuyệt đối sẽ không nói người nào đó đã lợi dụng lời nói này không phải lời chân thật Người nào đó bị thiệt thòi, mắc lừa Cũng không có lời nói này Vì sao vậy? Đời này bạn đoạt lấy của người ta Thì đời sau bạn phải trả lại họ Đây là Đạo lý Nhất định rồi Nhân quả báo ứng mà Chúng ta đoạt lấy Tương lai ở đời sau Gặp phải duyên Thì tài vật của chúng ta Cũng bị người ta đoạt lấy Nếu chúng ta xâm chiếm của người khác thì tương lai người ta cũng xâm chiếm của chúng ta cho nên giữa con người với nhau phật nói có bốn loại duyên báo ân báo oán đòi nợ trả nợ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn làm không xong chỉ là mỗi việc này chúng ta đến thế gian này để làm gì chính là đến để đòi nợ trả nợ báo ân báo oán sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi, thì ân phải báo, oán thì quên. Đừng báo nữa là hết cái món nợ này rồi. Chúng ta thiếu người khác thì phải trả, còn người khác thiếu chúng ta thì không cần đòi. Là kết thúc món nợ này từ trong đời này rồi, là dứt nợ rồi. Như vậy mới có thể niệm Phật, mới có thể giảng sanh tịnh độ chứ nếu như bạn thường xuyên nhớ ân oán nợ nần ở trong tâm đến khi phật đến tiếp dẫn có kéo cũng kéo không nổi vì bạn chưa xong việc ở trong thế gian này loại việc này là không bao giờ dứt cho nên thiếu một người thì bạn trả cho một người việc này thì dễ làm nếu như là những vật Cơ chính phủ địa phương Thí dụ nói thiết bị công cộng Của thành phố này Khu vực này Nếu như bạn trộm lấy Thì phiền phức lớn rồi Vì sao vậy? Vì đã tạo tội rồi Phải biết là thiết bị công cộng Là do tiền nộp thuế Của người địa phương này Mà tạo nên Nếu bạn trộm lấy Vậy chủ nợ là những người của đô thị này đều là chủ nợ của bạn rồi bạn trả cho từng người từng người thì bạn phải trả đến bao giờ mới có thể trả xong cái gì nhất định phải biết thiết bị công cộng nhất định không được trộm lấy tội này rất nặng nếu như thiết bị này là của quốc gia tạo nên thì phiền phức càng lớn hơn rồi tương lai kết tội thì người trong một nước đều là chủ nợ của bạn hiện nay có rất nhiều người không biết tội này nặng hay nhẹ tùy tiện phá hoại thiết bị công cộng tội này quá nặng quá nặng rồi đây là kết tội với người trong một nước tự diện am đường là vật của tam bảo nếu trộm thì tội này còn nặng hơn nhiều So với tội trộm cắp tiền của một quốc gia Vì sao vậy? Nó là thông khắp mười phương Tận hư không khắp pháp giới Tất cả mọi người xuất gia đều có phận việc kết tội này của bạn Phải kết tội với tận hư không khắp pháp giới Phiền phức này quá lớn rồi Cho nên trộm một cây kim sợi chỉ Cộng cỏ nhánh cây của Tam Bảo Đều bị đọa A Tỳ địa ngục có người nói điều này dường như không hợp đạo lý chút nào cọng cỏ nhánh cây cây kim sợi chỉ có đáng gì chứ Tại vì sao bị tội nặng như vậy Bạn thử nghĩ chủ nhân của nó là ai Bạn sẽ biết được ngay Chủ nhân của nó là tất cả người xuất gia tận hư không khắp pháp giới Bạn liền kết tội với họ rồi Phạm vi của trộm vô cùng rộng lớn không chỉ giới hạn ở trộm cắp tội trộm cắp ở trên kinh phật giải thích là không cho và lấy người phụ trách quản lý thường trụ họ phải cân nhắc phải suy tính những thứ bạn xin có nên cho bạn hay không cái nên cho bạn nếu họ không cho là họ phạm giới họ cũng phạm giới trộm cắp họ lấy làm của riêng cố ý gây khó khăn không cho bạn không nên cho bạn mà họ cho bạn cũng là phạm giới cho nên tương đối không dễ dàng quản lý tài vật của tam bảo khi không cẩn thận là tạo quả báo nghiêm trọng đạo lý này chúng ta nhất định phải biết nếu như chúng ta nói lãng phí tài vật tam bảo cũng là thuộc về giới điều này chúng ta tiết kiệm cho tam bảo được một đồng tiết kiệm được một xu là bản thân bạn đã gieo phước phước bạn gieo là rất lớn rất lớn vì sao vậy bạn là tu phước đối với tất cả người xuất gia ở trong thập phương hay nói cách khác Nếu như bạn lãng phí, xâm phạm, tổn hại Thì tội lỗi này của bạn sẽ nặng rồi Ngày nay người hiểu được đạo lý này Càng ngày càng ít Người xuất gia cũng không nói Hiện nay Pháp Sư giảng kinh có ai giảng giới luật đâu chứ Giảng giới luật người ta sẽ mắng bạn Họ nói ông giảng giới luật mở bản kinh ra Ông hàng ngày mắng chúng tôi Ai muốn nghe mắng đâu chứ nếu bạn muốn giảng giới luật thì một thính chúng cũng không có nhưng mà đó là nói lời chân thật cho nên Bồ Tát Địa Tạng nói chúng sanh cõi diêm phù đề khởi tâm động niệm thấy đều là tội lỗi lời nói này là chân thật không quá mức chút nào niệm niệm đều là đang tạo tội nghiệp niệm Phật giảng sanh nói sao nghe quá dễ dàng đây là điều chúng ta nhất định phải biết phải cảnh tỉnh phải biết tính nghiêm trọng của quả báo đoạn này dưới đây điếm ô tăng ni đây là phạm giới dâm tăng là nam chúng xuất gia ni là nữ chúng xuất gia người thế gian không biết dâm ô giới tăng ni hoặc già lam nội bên dưới là gì bên dưới là không phải người xuất gia thậm chí là vợ chồng tham gia Pháp hội trong chùa chiền Pháp hội có khi tổ chức trường kỳ Thí dụ làm Phật sự Thủy Lục Hoặc giả là Phật sự Lương Hoàng Xám Đều là khoảng gần 7 ngày trở lên Pháp hội truyền giới Thì thời gian còn dài hơn Có rất nhiều cư sĩ Tham gia Pháp hội trong khoảng thời gian này ở lại trong chùa chiền tuy là vợ chồng nếu có hành vi dâm dục ở trong chùa chiền này thì cũng xếp vào trong tội này nếu như không phải vợ chồng thì tội còn nặng hơn nữa đó là tà dâm các vị phải biết đây đều là tội nghiệp đọa vô gián địa ngục người hiện tại đâu có biết được quả báo nghiêm trọng như vậy hoặc sát hoặc hại đây đa phần đều là cưỡng dâm sau khi dâm ô xong lại giết người diệt khẩu tội này càng nặng hơn tạo những tội nghiệp này đều là như thị đẳng bối đọa vô gián địa ngục thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ Xem tiếp đoạn thứ tư Nhờ hữu chúng sanh ngụy tác sa môn Tâm phi sa môn Phá dụng thường trụ Khi cuồng bạch y Vi bội giới luật Chủng chủng tạo ác Như thị đẳng bối đương đọa vô gián địa ngục Thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ Hai câu phía trước Đây là nêu ra tội Sa môn là người tu hành không phải chỉ cho tăng ni tăng ni thù thắng hơn sa môn sa môn cư sĩ tại gia cũng có thể xưng là sa môn hai chữ này là dịch âm tiếng phạn ý nghĩa của nó là siêng tu giới định huệ diệt trừ tham sân si cho nên người xuất gia hay tại gia đều có thể xưng là sa môn được chỉ cần bạn chăm chỉ tu hành người tu hành như lý như pháp đều có thể xưng là sa môn tên gọi sa môn này ở ấn độ là cách xưng hô phổ thông Tất cả mọi tín đồ tôn giáo, không nhất định là Phật giáo. Chỉ cần chăm chỉ học tập, đoạn ác tu thiện. Thông thường đều xưng là sa môn. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, thì từ sa môn biến thành cách xưng hô thông thường của người xuất gia Phật giáo Trung Quốc. Nhưng mà các vị phải biết, nó bao gồm cả người tại gia. Nên xưng sa môn là cách xưng hô tương đối khiêm tốn. Họ giả làm sa môn. Họ không phải thật sự tu hành. Mục đích của giả bộ tu hành Tất nhiên là nhằm lừa gạt chúng sanh Đoạn kinh văn này Pháp Sư Thanh Liên Ở trong cuốn khoa phán Xếp nó vào hạng phá giới Lừa người Chữ cuốn Trong khi cuốn bạch y nghĩa là lừa gạt Lừa chối Bên dưới đây là Nói về tội trạng của họ Phá dụng thường trụ Bạn không phải người tu đạo chân thật Thập phương cúng dường là cúng dường cho người tu đạo Bạn thật sự tu đạo Thì họ được phước Họ cúng dường người tu hành Bạn tu rất tốt Mức thấp nhất là bạn đời sau được thân người hoặc sanh thiên hưởng thiên phước họ được thơm lây một chút đây là mức thấp nhất nếu như bạn đọa xuống ba đường ác thì bạn đã phụ lòng họ bạn bị thiếu nợ họ nhà phật thường nói là một hạt gạo thí chủ nặng như núi tu di đời này không liễu đạo mang lông đội sừng mà trả là phải trả nợ rồi nếu như bạn ở trong đời này thật sự tu hành giáng sanh về thế giới cực lạc làm phật thì phước của họ sẽ càng lớn ruộng phước này họ thật sự đã gieo đúng chỗ rồi từ đó cho thấy chén cơm này người xuất gia rất khó nuốt tôi ở trong các buổi giảng thường hay nhắc nhở các vị đồng tu chén cơm này khó nuốt hơn cơm của người đi ăn mày nhiều ăn mày người ta bố thí cho ăn mày nhất định không nghĩ đến phải gieo phước nhất định không có nghĩ đến phải báo đáp Cho nên chén cơm của người ăn mài xin về dễ nuốt hơn Người xuất gia tiếp nhận bố thí cúng dường Cái này khó nuốt rồi Đời này không liễu đạo Mang lông đội sừng mà trả Thế gian có rất nhiều ngành nghề Tại vì sao bạn phải chọn xuất gia chứ Chọn xuất gia nói lời thành thật Nếu không thể giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc thì bạn sẽ chọn đi xuống a tỳ địa ngục vì sao phải làm loại việc cực khổ này chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ chứ không phải là chuyện đùa rồi vô cùng nghiêm túc Chúng ta xem thấy người xuất gia hiện tại Nó thật ra là họ đọc kinh quá ít Người hiểu rõ đạo lý Sáng tỏ chân tướng sự thật này Không được mấy người Nhưng thông thường người trong xã hội cho rằng thế nào Họ cho rằng người xuất gia này rất dễ kiếm tiền Vừa không phải nộp thuế Cũng không cần kinh doanh rất vất vả trong thế gian làm bất kỳ ngành nghề nào Cũng đều phải đi cầu học chứng Rất nhất giả Học kỹ thuật Người xuất gia nếu học kinh sám Phật sự Tối đa khoảng 3 tháng là được rồi Là rất thuộc rồi Là có thể bắt đầu đi kiếm tiền Nếu như bạn có thể nói được đạo lý thiện lành đi nữa, thì kiếm tiền sẽ rất dễ dàng hơn. Chỉ cần mấy năm là bạn có thể kiếm được cả mấy triệu, mấy chục triệu bạc rồi. Nhưng mà phải biết, quả báo sau này là ở A Tỳ Địa Ngục. Thọ tội ở A Tỳ Địa Ngục xong rồi. Cần phải có thời gian rất dài, rất dài để trả nợ. Nhất định không thể nói thiếu nợ mà không trả, không có đạo lý này. Nhưng quả thông cả ba đời, chúng ta phải biết. Loại cách làm này là phá đồ của thượng trụ Khi cuốn bạch y Bạch y là tín đồ tại gia Bạn lừa gạt họ Làm trái lại với lời giáo giới của Phật Chúng chúng tạo ác Tạo ác là tham sân si mạng Tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp đây là loại thứ tư Phải đọa A tỳ địa ngục A tỳ nghĩa là vô gián Là hạng người thứ tư Loại sau cùng là trộm cắp vật của thượng trụ Đây là dùng tâm trộm để lén trộm Còn nghiêm trọng hơn so với giới. Xâm phạm tổn hại phía trước Nhược hữu chúng sanh Thâu thiết thường trụ Tài vật Cốc mễ ẩm thực Y phục Nải chí nhất vật bất giữ thủ giả Đường đọa vô dáng địa ngục Thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ Hai cầu phía sau là quả báo mà họ phải nhận thường trụ phần trước nói qua rồi có bốn loại thường trụ nếu bạn dùng tâm trộm cắp tâm trộm cắp lén lấy hoặc là để bản thân bạn dùng bạn trộm cắp để cho mình hưởng thụ hoặc giả là cho người thân quyến thuộc của bạn hưởng thụ đều là phạm cái tội này Tội này vô cùng vô cùng nặng Trên kinh quán Phật Tam Muội nói Trộm cắp tài vật của Tam Bảo Thì tội lỗi đó của họ Nặng hơn tội giết Tám dạng bốn ngàn cha mẹ Giết hại cha mẹ Phía trước nó là Tội nghiệp A tỳ địa ngục Còn trộm cắp Tài vật tam bảo Thì tội đó còn nặng hơn Tội giết hại cha mẹ Nặng đến mức độ nào vậy Chúng ta không cách gì tưởng tượng được Phật ở trên kinh nêu thí dụ Là Còn nặng hơn cả tội giết hại Tám dạng bốn ngàn cha mẹ Bồ Tát Hoa Tụ nói trong Kinh Ngũ nghịch bốn trọng tội Tôi còn có thể cứu được Chứ người trộm cắp đồ của Tăng Thì tôi không thể cứu được rồi Bồ Tát Hoa Tụ là Bồ Tát Đẳng Giác Là ngang hàng với Bồ Tát Quan Âm Thế Chí và Địa Tạng lời các ngài nói là lời chân thật không giả dối hiện tại nơi này của chúng ta đạo tràng này là đạo tràng cư sĩ đạo tràng cư sĩ hoàng hộ chánh pháp nhân quả của đó là giống như tự diện am đường vậy những điều này chúng ta cũng cần phải nhận thức rõ ràng chúng ta có nhu cầu gì có thể nói rõ cho thường trụ được biết thường trụ cúng dường vậy thì chính xác nhất định không được phép giấu thường trụ tự mình lén lấy vậy thì sai rồi. Đồ vật của thường trụ Dễ bị phạm nhất Là giấy Giống như thông thường nói là bị thư Giấy viết thư Chúng ta tùy tiện lấy để viết thư riêng Tuy là việc rất nhỏ Người không học Phật Thì đâu thể biết được chứ Thông thường Ở trong xã hội làm việc trong cơ quan chính phủ cũng vậy Làm việc trong công ty tư nhân cũng vậy Những vật dụng của công giống như những thứ này Đều tùy tiện lấy để mình dùng Họ không hiểu được Phật lý Tôi ở Đài Trung Gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm lý lão sư làm phục vụ việc tế tự ở trong quan phủ thầy làm chánh thư ký thầy nói với chúng tôi mỗi lần thầy đi lãnh bì thư giấy viết nhất định phải báo cáo lại với quan tế tự biết tôi lãnh giấy viết bì thư có khi tôi viết thư riêng cũng phải dùng vì quan tế tự đó bảo thầy dài dòng Có người nào không làm như vậy chứ Tại vì sao ông khi mỗi lần đến lãnh Phải nói mấy câu làm chi vậy Thầy nói tôi nói như vậy Xếp đồng ý rồi Thì tôi không phạm giới trộm cắp Tôi chưa được xếp đồng ý Tôi dùng bì thư của công viết thư riêng cho mình Là tôi phạm giới trộm cắp rồi đây là người rõ lý một tờ giấy viết thư một cái bì thư thầy đều cẩn thận như vậy có thể thấy những việc khác cũng như vậy cho nên một giới rất nhỏ cũng phải lưu ý không được phép khinh mạng cho rằng đây là việc rất nhỏ không có tội không có nghiêm trọng như vậy thì chúng ta đã nghĩ sai Thấy sai rồi Tôi đã từng nói qua với các vị đồng tu Tôi trước đây Lúc học trung học Có vị hiệu trưởng là tiên sinh chu ban đạo Sau này ông đến Đài Loan Trước đây ông đã từng làm chức giám đốc sở giáo dục ở Trung Quốc Đại Lục Ông là người Giang Tây sau khi kháng chiến thắng lợi ông làm giám đốc sở giáo dục giang tây ở đài loan ông làm thứ trưởng bộ giáo dục đặc trách công tác thi cử chức này ở trung quốc chính là phó bộ trưởng thứ nhất nhà nước cấp cho ông một chiếc xe hơi khi đi công tác thì ông dùng xe công đi làm việc riêng thì đi xe buýt vì sao vậy không dám lãng phí xăng dầu của nhà nước không xâm phạm tổn hại tài vật quốc gia ở thời đại này vẫn còn chỉ quan chức như vậy đây là người chúng ta cần phải nên học tập đều là cư sĩ tại gia hàng ngày đọc kinh hiểu rõ đạo lý biết rõ chân tướng sự thật họ làm nên tấm gương để cho chúng ta xem ở trong nhà có điện thoại điện thoại là do nhà nước lắp cho ông không phải việc công thì không dùng điện thoại trong nhà con cái ở trong nhà đều không cho phép gọi điện thoại Niệm niệm đều nghĩ cho quốc gia Tiết kiệm giúp cho quốc gia Một xu cũng là chuyện tốt Một chút cũng không dám lãng phí Chúng ta ngày nay cầm đến điện thoại Điện thoại quốc tế không biết nói ngắn gọn Cứ dài dòng Nói mãi là xâm phạm tổn hại thường trụ rồi Giống dĩ là chuyện quan trọng Mà chỉ cần mấy câu đã có thể giải quyết Vậy mà bạn cầm điện thoại lên ở đó Cứ dài dòng nói mãi Cứ phí dùng điện thoại này là do thường trụ trả Bạn xâm tổn thường trụ Mọi người không biết tính nghiêm trọng của việc này cho nên tôi khuyến khích mọi người Hiện nay chúng ta có những việc Nhất thiết phải biết Cách truyền đạt tin tức tốt nhất Thấy đều dùng máy phát Máy phát có thể tiết kiệm thời gian Bạn chỉ cần 5 phút Là có thể truyền mười mấy trang giấy rồi Mười mấy trang giấy này Nội dung bạn viết đủ phong phú rồi Cái này hay Và lại họ nhận được bản phát Một lần chưa có xem rõ ràng Vẫn có thể xem lần thứ hai Điện thoại điện nửa giờ đồng hồ Không hiệu quả bằng 5 phút dùng máy phát Cho dù phí điện thoại và phí máy phát là như nhau Bạn tiết kiệm được bao nhiêu? Không biết là Tạo tác tội nghiệp A tỳ địa ngục Chính mình không biết Tương lai đọa A tỳ địa ngục lại kêu oan Vô Diêm La Đem những việc làm quá khứ này của bạn ra trước mặt cho bạn xem Thì bạn không còn lời nào để nói nữa rồi Chứng cứ đã rành rành rồi Trên giới kinh nói rất kỹ việc này Ở đây chúng ta đem chỗ quan trọng nhắc lại sơ lược một chút mà thôi chúng ta hiện nay cần thể hội cho được sự gian nan của vật lực tất cả chúng sanh này chúng sanh trên toàn thế giới vô tình tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp mà không biết tuy là hưởng phước như phước báo đó không bao lâu sẽ hết rồi phước hưởng hết rồi thì tai nạn sẽ đến ngay tai nạn này trong phật pháp nói là hoa báo còn quả báo thì ở địa ngục hoa báo là điềm báo trước của quả báo chúng ta làm sao có thể không cảnh giác được chứ Tại vì sao ở trong đời này Khoảng mấy mươi năm ngắn ngủi này Vì sao không cố gắng cắn răng chịu đựng Học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật Sống một cuộc sống đơn giản nhất Cuộc sống giản dị nhất Ngoài việc hoàng pháp lợi sanh ra Đây là việc lợi ích đại chúng Chúng ta cần phải làm Còn nhu cầu đời sống của cá nhân Cần phải tiết kiệm Đến mức thấp nhất Nếu như chúng ta là người xuất gia Trên người không có bột xu Vậy là như pháp Chân thật như pháp Khi chúng ta đi ra ngoài, chỗ nào cần dùng tiền thì thường trụ cung ứng. Đi ra ngoài cũng phải tiết kiệm. Sau khi trở về còn dư bao nhiêu nên giao lại cho thường trụ. Chúng ta làm được như vậy thì nhất định được tất cả chư Phật hộ niệm, Long Thiên thiện thần bảo hộ. chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều không như pháp không như lý nói lời thành thật chư phật không hộ niệm bạn long thiên thiện thần xem thường bạn ai ở xung quanh bạn vậy yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái có cơ hội lộng hành nên bạn thường hay gặp đau khổ gặp tai ương mà mình vẫn không tự biết người không học phật họ thật sự không hiểu người học phật hiểu rõ rồi chúng ta đời này đến thế gian này để làm gì Có hai việc chính. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, có hai việc này. Thượng cầu Phật đạo thì nhất định phải niệm Phật. Cầu sanh thế giới cực lạc. Đây là thượng cầu. Trong đời này nhất định làm cho được. Hạ hóa chúng sanh chính là làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. thì việc hạ hóa bạn đã làm được rất viên mãn rồi ngày nay người trong thế gian tham tài tham danh tham lợi chúng ta làm gương xả bỏ tài danh lợi cho thật sạch sẽ đây chính là hạ hóa không cần nói cũng không cần người khác biết bạn chịu làm có được một vài người biết thì họ sẽ tuyên dương họ sẽ nói cho mọi người biết ở nơi ấy người xuất gia là làm như vậy những người xuất gia này thân tâm thanh tịnh được đại tự tại tràn đầy trí huệ khiến người thế gian ngưỡng mộ khiến người thế gian hướng về học tập theo bạn mới có thể thu được hiệu quả lợi ích cho chúng sanh chân thật tai nạn trong thế gian này từ đâu mà ra người thế gian cho rằng những chuyện xảy ra trong tự nhiên này không có liên quan gì đến ta cho nên đùng đẩy những tai nạn này là do thiên nhiên gây ra chứ không phải do con người tạo nên đùng đẩy hết trách nhiệm rồi chỉ có người học phật chân thật biết được y báo cùng với chánh báo là một thể y chánh không hai đặc biệt là kinh hoa nghiêm đem những đạo lý chân tướng sự thật này. Nói vô cùng thấu triệt, minh bạch. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Nhỏ nhoi như mảy lông hạt bụi, không phải là thứ gì đáng kể. Nhưng cũng ảnh hưởng đến tận hư không khắp pháp giới Bạn có một niệm thiện Cũng ảnh hưởng hư không pháp giới Một niệm ác cũng ảnh hưởng hư không pháp giới Do đó Phật nói cho chúng ta biết Là do cộng nghiệp chiêu cảm nên chúng ta nghe xong lời nói này tuyệt đối không có nghi hoặc những vị đế dương vào thời xưa kể cả phần tử tri thức phần tử tri thức trung quốc không có ai mà không có đọc sách phật Họ đều hiểu rõ đạo lý này Gặp phải lúc thiên tai Họ đều rất nghiêm túc Phản tỉnh Mà sám hối Sửa chữa lỗi lầm Để cứu giảng kiếp giận Họ hiểu đạo lý này Hiện nay người học khoa học Họ không thừa nhận cái sự thật này Cho rằng đây là vọng tưởng Đây là ảo tưởng không phù hợp với nguyên tắc khoa học họ là mê tín khoa học những gì khoa học nghiên cứu chỉ là một bộ phận nào đó trong toàn bộ vũ trụ nhân sanh phật pháp là nói toàn thể chấp trước một bộ phận nào đó sẽ luôn làm tổn hại đến toàn thể chỉ có quan tâm đến đại cục toàn thể thì mới có thể giải quyết vấn đề đây là điều chúng ta không thể không biết phật ở trên kinh điển đại thừa thường hay chỉ dạy chúng ta hiểu sâu nghĩa thú chúng ta hiểu cạn không được Hiểu sâu thì nhất định phải tự mình Thể nghiệm Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Địa tạng bạch ngôn Thánh mẫu Nhược hữu chúng sanh Tác như thị tội Đương đọa ngũ vô gián địa ngục Cầu tạm đình khổ Nhất niệm bất đắc Vô gián cũng chính là A tỳ địa ngục có khi trên kinh nói hai loại có khi hợp chung nó lại nói rốt cuộc là một hay là hai thì không có nói nhất định rồi nhưng chúng ta có thể xem nó là một sự việc bồ tát địa tạng nêu ra sơ lược năm loại trọng tội ở phía trước đây là tội nhất định đọa vô dáng địa ngục nhược hữu chúng sanh tạo như thị tội như thị chính là chỉ năm loại lớn ở phía trước năm loại lớn này đều là mười nghiệp ác rất nghiêm trọng sau khi thọ xong quả báo ở địa ngục họ vẫn còn dư báo Dư báo Ở ngạ quỷ xúc sanh Không biết là Phải đến khi nào Mới có thể Trở lại được thân người Cho nên Được thân người là thật sự không dễ dàng Thời gian của ba đường ác Đều rất dài Đọa địa ngục thì khỏi nói rồi Đường ngạ quỷ Phật nói trên kinh một ngày ở cõi quỷ là một tháng ở nhân gian chúng ta nhân gian cúng tế quỷ thần là cúng họ vào ngày mồng một và ngày rằm cúng tế họ là mời họ ăn cơm như thế thì đúng lúc một ngày của họ là một tháng của chúng ta chúng ta cúng mồng một ngày rằm là mời họ ăn cơm trưa dạng cơm tối là một ngày của họ mà người tuổi thọ ngắn trong đường ngạ quỷ là một ngàn tuổi, cũng tính một năm có ba trăm sáu mươi ngày. Theo như cách tính này, thì tuổi thọ của đường quỷ là rất dài, rất dài. Trước đây, trương thái viêm từng làm phán quan ở đông nhạc đại đế. Ông hàng ngày đi làm việc ở trong đường quỷ Vẫn còn nhìn thấy Có quỷ của thời Triệu Hán Ông là người có học thức Triệu Hán Lưỡng tấn tuy đường Ông đều từng gặp mặt họ Gặp nhau trong đường quỷ Loại tình hình này chúng ta đều phải biết Đường xúc sanh có một số loại tuổi thọ rất ngắn Nhưng mà xúc sanh thì Ngu si Chúng vô cùng chấp trước thân hình của mình Nên rất khó thoát khỏi được xúc sanh Thích Ca Mâu Ni Phật Ở trên kinh nói cho chúng ta biết Ngày trước đây Có ở tại giường kỳ thọ cấp cô độc Một khoảng thời gian Ở nơi đó giảng kinh thuyết Pháp Tình xá kỳ viên Đã từng có một số công trình đang xây dựng đại khái là xây nhà dưới đó có một tổ kiến. Sau khi Phật nhìn thấy liền mỉm cười, các đệ tử nhìn thấy và cười liền hỏi vì sao. Phật liền nói cho họ biết tổ kiến này trải qua bảy đời đức Phật rồi mà chúng vẫn còn thân kiến, không phải là do tuổi thọ chúng dài như vậy, chúng chấp trước cái thân thể đó là mình. Sau khi chết rồi đầu thai vẫn làm kiến. Đời đời kiếp kiếp làm kiến Không biết thoát khỏi Cho thấy đường xuất sanh là ngu si Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật Mới biết ba đường ác thật đáng sợ Tại vì sao bị xuống ba đường ác vậy? Do tạo tác mười nghiệp ác mà bị đọa xuống Phá giới tạo mười nghiệp ác Đọa ba đường ác mời xem kinh văn dưới đây. Ma gia phu nhân trung bạch địa tạng bồ tát ngôn vân hà danh vi vô gián địa ngục. Đây là ma gia phu nhân nghe bồ tát địa tạng kể về vô gián địa ngục nghiêm trọng như vậy. Đọa vào vô gián địa ngục trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Điều này quá đáng sợ Sao gọi là vô gián địa ngục Mà già phu nhân thỉnh cầu thay cho chúng ta Địa tạng bạch ngôn thánh mẫu Chư hữu địa ngục Tại đại thiết vi sơn chi nội Kỳ đại địa ngục Hữu nhất thập bát sở Chúng ta thường nói là 18 tầng địa ngục Chính là chỉ cho ý nghĩa này Mười tám tầng địa ngục Là mười tám địa ngục lớn Thứ hữu ngũ bách danh hiệu Các biệt Thứ hữu thiên bách danh hiệu Diệt biệt Tất cả chúng sanh Khi ở thế gian Tạo tác tội nghiệp Có nặng nhẹ khác nhau Cho nên đòi lạc vào Địa ngục thọ khổ Trong địa ngục cũng có nặng nhẹ không như nhau Trước đây Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Giảng kinh cho chúng tôi Thầy có nhắc qua Địa ngục mà trên kinh Phật nói Có hơn 70 loại Trên kinh địa tạng nói sơ lược Nói kỹ có hơn 70 loại Hơn 70 loại Chúng ta nghĩ xem, đương nhiên đó vẫn là quy nạp. Chúng loại nhiều không có cách gì tính đếm được. Phật rất giỏi về cách dùng phương pháp quy nạp. Giống như phiền não, phiền não vô lượng vô biên, nhưng Phật quy nạp nó thành 108 loại lớn. Dùng pháp quy nạp. Cho nên hơn 70 loại địa ngục cũng là pháp quy nạp. Nơi khổ nhất là vô gián địa ngục Cẩn dịch Ban biên dịch tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ Amoc gmail.com Người đọc Hạnh Quang Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà